Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật, xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con một vấn đề. Đó là gia đình con đã làm cơm chay cúng các cụ gia tiên rồi, nhưng cúng như vị nhưng cúng chư vị thần linh thổ công trong gia đình có phải cúng đổ mặn không ạ? Xin thầy hoan hỷ cho chúng con lời khuyên. Không, thầy trả lời luôn là không, không cần. Đã cúng chay gia tiên rồi thì các vị cứ cúng chay tất tần tật đi cho thầy, cứ thanh bông hoa quả và mâm cơm chay thế là được rồi. Kể cả không làm mâm cơm chay thì thanh bông hoa quả là các cụ cúng gì trứng rồi, trong kinh Địa Tạng chúng ta tụng chúng ta thấy rồi đúng không? Đức Phật nói là không nên cúng bái tế tự quỷ thần bằng gì ạ? Bằng rượu thịt liên quan đến mạng sống của chúng sinh. Không nên cúng bái tế tự vong linh của người thân mới mất hoặc đã mất lâu rồi bằng gì? Bằng rượu thịt liên quan đến gì? Mạng sống của chúng sinh mà làm tổn phúc họ đúng không? Thanh bông hoa quả, dùng tâm chân thành, lời kinh tiếng kệ nương vào chân ngôn thần chú của Đức Phật, từ cái đồ ăn thanh bông hoa quả đó, hương đăng đèn nến đó, rồi mâm cơm chay đó, vân vân đó, thì biến ra được những thứ thức ăn là ngon ngọt, bổ dưỡng, gọi là chẳng khác gì những món ăn của quái Phật hương tích vậy. Cho nên chúng ta theo quan điểm của nhà Phật một cách gì chuẩn mực thì chúng ta thần linh thổ địa thổ công vân vân đó, ngày đó chúng ta cũng chay tịnh hết là công đức vô lượng. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi A Di Đà Phật, mấy năm trước con chưa biết tụng kinh, con có tới ngôi chùa ở quê thỉnh một bức tranh tượng, một bức tranh Phật về thờ. Ở trên tranh có chữ Quán Âm Tứ Thủ. Quán Âm Tứ Thủ tức là tượng Quán Âm bốn tay đó. Đây là tượng này là tượng hình tượng về bên Mật Tông, Phật giáo Mật Tông. Quán Âm Tứ Thủ tức là tượng Quán Âm bốn tay. Nhờ một nhân duyên đặc biệt mà đầu năm nay con biết đến chùa Khai Nguyên và biết tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Bây giờ con có tâm nguyện muốn thờ tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng. Xin thầy hướng dẫn cho con nên làm như thế nào ạ? Con xin cảm ơn thầy. Nếu bây giờ Phật tử còn muốn thờ thêm một cái tranh Bồ Tát Địa Tạng nữa thì Phật tử cứ thêm một cái tranh to bằng cái tranh Quán Âm Tứ Thủ đấy là được. Quán Âm Tứ Thủ thì để bên tay phải của mình hướng vào, Quán Âm Đức Địa Tạng thì bên tay trái mà mình hướng vào. Hoặc là cái tranh Tứ Thủ đó này, nó to rồi thì bây giờ mình thêm một cái tranh Quán Âm thường ở bên tay phải hướng vào, Đức Địa Tạng ở bên tay trái hướng vào nữa, tức là ba cái tranh thì cũng đẹp vậy. Hoặc hai cái thì một cái tranh Tứ Thủ kia với tranh Bồ Tát Địa Tạng tương đương nhau là được. Hoặc là 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10 gì đấy cũng được. Tranh nhau một tí thì cũng được. Thì Đức Quan Âm bốn tay đó thì ở bên tay phải mình hướng vào, Địa Tạng thì bên tay trái hướng vào. Đó. Như thế thì chúng ta chỉ cần làm như thế thôi, thờ như thế thôi là cũng trang nghiêm và cũng đẹp và cũng phù hợp với chính pháp vậy.